Chiến dịch chống rác thải nhựa đang được thành phố Đà Nẵng triển khai rộng khắp trên địa bàn. Tại nhiều chợ truyền thống, phong trào này được hưởng ứng tích cực khi nhiều tiểu thương và người tiêu dùng đều nói không với túi ni lông gây hại cho sức khỏe và môi trường. Theo thống kê, chỉ tính riêng ở quận Thanh Khê đến nay đã có gần 7 tấn túi tự hủy sinh học được tiêu thụ tại các chợ truyền thống. Hiện loại túi ni lông thân thiện với môi trường được quận và phường trợ giá khoảng 20.000 đồng 1 kg và cung cấp cho các ban quản lý chợ. Khi đến tay tiểu thương, mỗi kg túi sinh học được bán khoảng 25.000 đồng, rẻ hơn loại túi ni lông thường. Sử dụng giỏ khi đi chợ, giảm thiểu việc sử dụng bao ni lông hoặc thay thế bằng túi tự hủy sinh học đang góp phần đưa phong trào bảo vệ môi trường ở Đà Nẵng đạt hiệu quả thiết thực.